Kính chào quý khán giả và bà con đang theo dõi tiết mục Syngenta Thông tin Nông nghiệp với sự đồng hành của Syngenta Việt Nam. Thưa bà con và quý khán giả, sâu cuốn lá lúa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa nếu không được kiểm soát hiệu quả là chủ đề được cán bộ kỹ thuật và nông dân bàn đến trong chương trình kỳ này. Và tại cánh đồng ngày hôm nay thì chúng tôi gặp gỡ được chú Hương. Yến Mai xin được chào chú. Nhờ chú hãy chia sẻ về cách phòng trừ sâu cuốn lá lúa của mình ạ. Cỡ 40 mấy 50 ngày á. Tôi xịt cử đó, nếu mà không trừ được sâu cuốn lá đó rất thiệt hại cho năng suất, có thể là mất từ 20-30% trên đồng. Tôi có phòng trừ thuốc trị sâu cuốn lá là INCBO để trừ sâu cuốn lá lúa trên đồng ruộng của tôi. Với thuốc trừ sâu INCBO thì chú sử dụng thời điểm nào để diệt sâu cuốn lá hiệu quả nhất vậy chú? Hiệu quả nhất là sau khi bướm gỗ, sau khi bướm gỗ 3 ngày hiệu quả rất cao. Dạ con xin được cảm ơn chú. Thưa anh Chí, về phía công ty Syngenta thì có những giải pháp nào để giúp bà con phòng trừ sâu cuốn lá lúa một cách hiệu quả nhất ạ? Về đối tượng sâu cuốn lá lúa thì đối tượng này nó xuất hiện rất là nhiều lần trên một vụ lúa, và khi mà đặc biệt cái giai đoạn là lúa từ lúc trổ trở về sau, nếu như mà cái lá, bộ ba lá đài mà nó bị sâu cuốn lá cắn phá đó thì nó ảnh hưởng rất là mạnh, rất là nặng cho cái đồng ruộng của mình, ảnh hưởng về năng suất lúa không vô gạo được. Về INCBO thì đây là thuốc trừ sâu thế hệ mới với cái hoạt chất hoàn toàn mới, kênh tác động vào cái vị trí là GA3 mới, thì lúc này cái con sâu mà khi mà nhiễm thuốc đó nó sẽ bị cái tình trạng là co giật liên hồi và nó sẽ không gây hại nữa, dẫn đến chết. INCBO đặc biệt hiệu quả đối với các cái dòng sâu, từ sâu lớn tới sâu nhỏ, và đặc biệt là sâu kháng thuốc, sâu mà đã sử dụng các dòng thuốc bảo vệ thực vật khác nhưng mà không hiệu quả thì mình xử lý INCBO sẽ đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt lưu ý là bón phân. Sâu cuốn lá nó có xu tính là rất là thích những cái lá lúa màu xanh đậm, ruộng nào bón thừa phân, lá nó cong mà kêu là đất mền đó, thì cái con sâu này nó sẽ rất là thích tới để tấn công. Do đó mình bón phân phải cân đối, và cái việc mà gieo xạ với cái mật độ vừa phải, không gieo xạ quá dày. Và nữa là chúng ta chỉ lưu ý khi cái mật số con sâu này bà con nông dân có thể là tác động bằng thuốc đó, thì thường là trung bình trên mét vuông thì nó phải trên dưới từ 5-70 con trở lên, thì lúc đó thì mới có cái suy nghĩ đến việc mà sử dụng thuốc trừ sâu. Đặc biệt lưu ý là giai đoạn làm đồng trổ thì chúng ta nên lưu ý giai đoạn đó.